Jennifer. Yeah. Có máy là vô. Ok, chúng ta đã đến nơi rồi. Bây giờ mình vô phòng nha. Trời ơi, vô chị em tôi mới tới gọi là casino bà chá già. Gì phải không? Đây, bà chăn gà. Bà chăn gà. Đó. Bà chăn gà, trời ơi, khách sạn đẹp quá trời Quá trời thiệt á. Một bước lên ngôi. Một bước lên ngôi, ngày mai hả hai đứa tôi sẽ đi chia bài. Ok ok. 46 nè, phải không em? Đúng rồi, đúng rồi. À, Chị à, có vua. chìa khóa. Em giữ của chị À, Tuyên à, đọc số của em giùm cái Tuyên. Gõ đó, ơi. Có ai chồng đừng phá phách cho làm ăn. Mình vô mình phải xin cho mình ở vài ngày á bạn. Ok ok rồi em tự qua chị để giùm em chơi. Welcome. Wow. Trời đất ơi. Sao? Ok. Trời đất ơi. Quá trời ok rồi. Làm thuê làm mướn. Ê, có cái sân trước nữa hả? Trời ơi, tố bán là chết người luôn thiệt đó Bán trời. cục pin hả? Trời ơi, xin tố đây nè, ê hề 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 nè. Ừ. Quá trời đã luôn rồi. Cái ghế này để ra. Ví dụ chị chia bài mệt quá đó. Dạ không, chị ở cái phòng chị trong đây giùm cho em nha. Chị vô đây ngồi giùm cho em. Dạ, phòng ở ngoài đây là của em nha. Đó, đúng rồi, cái đó phòng riêng của chị nha. Wow, đó. Mọi người bây giờ Lê Giang đã vô trong phòng rồi. Quay qua, quay qua. Quay qua, đúng rồi, xếp bằng lại, đúng rồi. Đúng rồi. Bon. Đó, trời ơi, như cái Bây giờ miếu. ngủ hả? Ok, như cái miếu của Jennifer. Rồi, đất ơi, như cái miếu bà đó tới giờ đi ngủ đó. Cái gì? Quá trời. Ok, cái này là cái phòng này phòng của bạn nha. Quá trời. Đúng rồi, tự ủi lời nhăn, ủi nếp nhăn, nhiều khi mà cười riết. Ok, rồi bây giờ mình sẽ chia tay, sẽ qua bên nhà bên kia của tôi nha. Ok, bye Hai bye. cô ly trắng cô của chị. Bye bye Jennifer. Bye bye, Bà bye bye. vua đèn. Dạ, để tôi qua. Ok, Wow. đây nè. Ok. Trời đất Beautiful. ơi, cái phòng cưng ghê không? Trời ơi. Dạ. Màu pink là của Sika. Ok, màu 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 đen là gì? Màu đen là màu Blue. no, White. black. Black. Màu white. Black, black. Black, black là màu hồng mà. Ok, hồng hồng là pink. À là black. Ok hiểu rồi. Ok. À. Ok. À, giờ xin kẻ đi kiếm phòng đây. 302 gần đây không chị? Michael dắt phụ em đi Michael. Ok. 710. So this is going to 710? Yes. Yeah. Ok. Yes. Dạ. À, đúng rồi, dài của em á. Cảm ơn, 5 giờ xuống hả chị? Đúng rồi, 5 giờ xuống. Giờ mấy giờ rồi? 4 rồi. Tuyệt vời. Ây da. Đây. Wait for me, I go with you. I drop this off for you. À, quá trời ok. Bé Sư Cà sẽ đi vào phòng của mình và chuẩn bị đi ăn. Thì ngày mai mọi người nhớ gọi là đánh bài xong thì Sư Cà sẽ xuất hiện và làm vui cho mọi người nha. Ê hề. Wow, mai sẽ dọn phòng nha. Mai sẽ có đó đây xe của Jessica đây. Mai là chiếc xe này chết với Jessica. Thế là có chuyện làm rồi đó. Ok. Thấy là có chuyện làm rồi đó mọi người. Ấy ấy ấy. Ấy xa nha. Xa. Ok. Đẹp quá. Thảm ở đây đồ cũng đẹp. Thôi em Michael ở đâu? Đây luôn. À, Michael ở với ai? À. Wow, phòng cho bà Giang ở đây ta. Ừ, kêu qua làm luôn. Ok, wow, thank you. Thank you anh. Hẹn gặp anh. À, wifi ở đâu anh? Không có pass. Không có pass. Kêu bấm vào. Ok. Ok, cảm ơn anh Michael.
quá đẹp, quá tuyệt vời. Trời ơi, đó, đó, trời ơi, ly nước rồi nè, ê hề nè, ổ điện nè, đó, cái gì cũng có đầy đủ, quá đẹp luôn. Đó, wow, ý, phòng này bự dữ vậy trời. Trời ơi, cái phòng này là tiểu phẩm ê hề ông nội ơi. Ê hề tiểu phẩm rồi. Đèn lên. Không biết mở đèn nha. Wow, cái toilet này, cái toilet. Đẹp quá mọi người. Không biết mở đèn nha. Anh thật sự ngu ngốc. Một mình Jessica mà ở đây đúng là ở độ thật là sung sướng. Đó. Một mình Jessica sẽ ở đây nha mọi người. Đó. Hai cái. Wow, là bốn cái giường luôn. Như vậy là ai muốn qua đây ở với Jessica hay không? Ok, quá đã. Quá đã mọi người à. Mát, không khí, không gian thoáng đãng. Thật là thoải mái. Giờ tập bài. Alo, đi điện về Việt Nam. Alo. Ngủ ngược rồi. Alo, Win Win à. Em khỏe không? Ok, anh đang ở Suzuka, đang ở casino. Ok, ok, bye bye. Tạm biệt. Nhớ anh không? Nhớ à? Làm gì đấy? Quá trời. Có nên không? Có nên rủ không? Có nên rủ qua đây chơi không? Mọi người. Gì mà đá dữ vậy trời. Quá trời đá mừng ha. Sướng. Đó. Đi ở đời mà sung sướng vậy đó. Đẹp chưa? Ở đây là bạch chân già. Cái này là cái gì? Đèn ngủ, tủ nước nè, ở đây có nước nè, y tủ lạnh, y y cái gì vậy? À, ok cái này gì? À, ủa, à không cho, máy cà phê nè, nhà đựng đá mọi người, đựng đá. Ok đó. Giờ là ngủ miếng. Xong rồi cái đi ăn. Đi ăn xong rồi cái tập bài. Bye bye mọi người. Jessica muốn thông báo với mọi người là Jessica đã tới Pachanza Casino rồi. À, hẹn gặp lại mọi người. Nếu ai mà yêu quý Jessica thì có thể ra đây chơi với Jessica nha. Còn nếu như mà muốn ở lại với Jessica thì hãy qua bên đây và sẽ ngủ với Jessica. Ok, ok. Bye bye, bye bye.